Vì vậy anh đi, mình đi xuống trước lên Đức ơi, xuống tham quan cái ngôi miếu ông Chư Vị ha. Thì ở đây là cái ngôi miếu thờ, cũng mới lập được thờ đây. Đây là chụp là mỗi lần thì chưa có làm cái miếu ngay trong đây, thì đây là cũng như hồi trước khi không biết là ai phát hiện cái chỗ này thì người ta đào vàng đây. Nhưng mà đào thì chưa nghe ai nói lấy được miếng vàng nào hết. Nhưng mà vẫn là đá sấp như vậy đây nè các bạn. Nói chung nguyên cái nền hình luôn hả con? Mô Phật đây nè. Đó, thấy không? Biết bao nhiêu không? Đó, đá nè, gạch nè, sấp nè. Cũng như là ở trên cái nền vua Gia Long mà ở ở cái gì ở trên Núi Cấm mình hả? Không phải, Đồng Tháp 10. Đây nè, bây giờ nè, bữa nay nè, đó thấy không cậu nhằn. Thì ngày hôm nay là đã xin được cái chỗ này thì sắp cái này là cái gì nè. Đó, làm cái cục đá như vậy để cho là cô bác để cúng kiến làm bàn thiên đó. Hôm hổm chưa có luôn, từ từ thiệt là lâu mới làm ra như vậy, là cái này là công đức của thế nhân thôi chứ không có tiền gì. Còn đây cái miễu thì ngừ 500, 200, 100, 50 chuyện biết của ai muốn cho vô đây thì mướn cái người xây chỉ có nhiêu đây thôi cả. Không có bao nhiêu tiền hết. Tại vì mình là người người trắng tay mà, mình đâu có tiền. Nhưng mà mình hô lên thì người đưa 50, 100, 200, 300 gì để muốn thợ đó. Mình hùng tiền lại không? Dạ. Ở đó có cục tảng đá đó, hình như lúc đó là lấy ở dưới này lên luôn không cậu? Đó, cái đó chỉ là có cái thất dài đó thôi. Nhưng có hai cái này nè, hai cái miếng ngói nó như vậy nè. Đó, để che thân cái cục đá đó thôi. Cái này ngộ hơn những cái đá này nè. Đó thì bây giờ cậu chụp cái đó thì cậu nguyện cậu giái cậu đứng ngay chân chỗ này cậu chụp vô. Những cái chữ đó nó lại lộ ra từ trên đến dưới. Thì thiên cơ mình không nói được, nhưng chụp đi rồi như cô bác nào và ông cụ bà cụ nào có cái duyên thì tự nhìn thấy cái chữ gì. Chúng thì Kỳ không có thấy được cái chữ. Mình không. Thì ai có thấy được thì cứ bình luận cho Kỳ biết nha. Đó. Thì hôm bữa Kỳ cũng có quay. Ồ đại khái đại kiến quá. Thì đây là một cái ngôi miếu do người dân mới thành lập xây ở đây để mà đại khái là thờ Chư Vị. Thì ở đây con thấy cái đây mà nhà nước mấy cái ông cách mà nhà nước này không cho nữa đó. Ở đây nè, rồi bây giờ tự giấy bữa hổm nè, con bé lên sau này giấy nè. Thì ngày hôm nay là chỉ làm tạm đây mà lấy gạch này của người ta đào lên đây để người ta kiếm vàng đó quý vị. Nhưng không thấy gì hết. Đó, chỉ thấy mấy cái xuống len để đào vàng thôi. Nhưng ngày hôm nay các vị ở đây, thằng vàng và những thằng linh ở đây và các vị chư thánh chư thần ở đây người ta đã giữ mà. Rồi thành ra cho nên bữa hổm ở đây là lục cục lòn hòn xấu lắm các bạn ơi. Nhưng chỉ có cái cục đá đó, nó hình tượng đó. Nhưng chỉ có hai cái này gì mà thôi, hai cái mé ghềm nhỏ gì. Cũng như là cái gì mà người ta để trên cái nóc nhà đó mà hai miếng nó ụp lại gì thôi. Nhưng ngày hôm nay là được làm một cái đó, là một cái bàn. Đây cũng là một cái bàn. Nhưng mà nhà nước cũng thấy mình có cái tình nghĩa về cái chuyện để giúp cho mấy chi vị này, thì mấy ông này người ta cũng khiến đó. Thành ra cậu bé xin được keo và cũng nói được với pháp lực. Thành ra cho nên này xây nhỏ vậy cho cô bác người ta đi để biết cái nén nhang vậy thôi. Chứ không biết cái này ở đây là cái gì hồi kiếp xưa mình không nói được. Thì cục đá này hình như là giống như con nghĩ là cái bia hay là cái gì cậu, cái vuông vậy nè. Thì tao bây giờ đứng ở đây nguyện giấy đi, cái gì thì nó hiện lên cái đó. Cũng như là cái người đi gần không được thì nhờ cái video này đưa ra xa cho các nơi các chỗ cô bác ông bà. Tỷ xa xôi mà không được đến thì mình chụp đây thì đó cũng như là mình thấy trong đó là cũng như là gần rồi đó. Cũng như là mình đi đến rồi đó. Nhưng mà những cái chữ gì này để xuất hiện ra cho những cái gì từng chữ từng cái gì đó. Vậy ngày hôm nay con có tấm lòng để thành tâm gian giấy cho cô bác gần xa về cái nói đậu hoa được dung bồi lập công bà đức về một lời ăn tiếng nói cũng vậy.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Thì đó, cái ngày hôm nay là ngày mùng 9 đó. Ừ. Bốn đứa con cũng lên đây để mà thăm viếng núi cái lần dịch cấm đó, nhưng mà con cũng được đi một ngày nay là chót. Yeah. Rồi ngày mai ngày mốt không biết còn đi được nữa hay không, mà nếu có đi thì là cái duyên. Yeah. Chết ta cấm rồi làm sao được. Yeah. Làm sao qua mắt thánh thần được. Thì dạ, tôi thấy ở đây là những cái cục đá này giống như cái niên đại cổ của Bẩm Kỳ có đi chỗ bên Phù Nam đó, là có những viên gạch giống đúng, vậy đúng, đó đúng. Thì rất là giống cái đền đài cái gì của những cái người thế xưa hay cái gì đó thì chắc như vậy đó. Mình cũng không hiểu được, thì ở đây có những căn đá nè. Thì không biết cái này là có phải cái văn hóa của cái người Phù Nam hay không, không thì Kỳ rồi, không có biết. Thì ở đây rất là nhiều đá, thì hôm Kỳ cũng có làm một cái video rồi. Thì có lẽ là những cái nơi này thì do hồi đó những cái người đi tìm đồ cổ vật này kia họ khai quật lên để mà tìm những cái đồ đó. Thì nói chung thì sau này thì Kỳ không có duyên thì đi đây cũng tình cờ gặp thôi, thì không biết thờ ai. Thì hôm bữa thì bữa hôm nghe cậu bé nói là thờ rồi ông chư vị, nên hôm nay cũng đủ duyên về đây. Không biết ai nhưng mà giấy để Kỳ sẽ thắp một cái hương để rồi Kỳ sẽ quay tiếp cho cô bác anh chị xem. Nơi này đã trời chứ gì sơn thần ẩn